làm nồi cho Yamaha Grander tại tiệm sửa xe Khánh. Anh em nào chạy Yamaha Grander bị nồi keo, nồi dập, chạy hao xăng nóng máy qua tiệm xe Khánh ha. Tới ngay địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Xe Khánh chuyên làm nồi cho anh em. Thời gian làm khoảng tiếng là xong nha anh em. Nhanh khoảng tiếng xong, anh em ngồi chờ lại lấy luôn ha. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ, tất cả ngày trong tuần nha anh em. Bảo hành cho anh em bao chạy ha. Bao không rung đầu nha anh em. Thời gian mở cửa tiệm từ 8 giờ cho nên anh em tranh thủ tới sớm làm xong sớm nha anh em. Còn ở xa thì Khánh mới nhận làm xe cho anh em. Anh em có thể gửi xe hoặc mua phụ tùng ha, liên hệ số điện thoại 038 9910 535. Yamaha Grander.